Đây là chương trình Niềm tin Tin lành, phát hình trên channel Việt News USA vào mỗi thứ bảy hàng tuần lúc 7 giờ PM giờ Arizona, nhằm chia sẻ đức tin, sự hy vọng và tình yêu thương từ nơi Đức Chúa Trời đến với mọi người. Chúc quý vị có một ngày thật bình an, vui vẻ và hạnh phúc trong tình yêu Thiên Chúa. Trân phúc chào đón quý khán giả đến với chương trình của Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Cảm ơn quý khán giả đã luôn ủng hộ các chương trình mới của Việt News USA, và đặc biệt là chương trình Niềm tin Tin lành, phát hình vào mỗi thứ bảy hàng tuần trong khung giờ quen thuộc là 7 giờ PM giờ Arizona. Quý vị có nhu cầu về hệ thống quản lý nhà hàng, tiệm tạp hóa, chợ, đặc biệt là một hệ thống chuyên quản lý tiệm nails, hoặc tất tần tật về dịch vụ thanh toán thẻ, đã có nhân viên có tâm và một đội ngũ có tầm tại địa phương hơn 20 năm nay sẵn sàng hỗ trợ quý vị. Gọi ngay 480-329-5257, 480-329-5257 để được tư vấn miễn phí. Chương trình Niềm tin Tin lành phát hình trên channel Việt News USA vào mỗi thứ bảy hàng tuần lúc 7 giờ PM giờ Arizona, nhằm chia sẻ đức tin, sự hy vọng và tình yêu thương từ nơi Đức Chúa Trời đến với mọi người. Chúc quý vị có một ngày thật bình an, vui vẻ và hạnh phúc trong tình yêu Thiên Chúa. Trân phúc chào đón quý khán giả đến với chương trình của Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Cảm ơn quý khán giả đã luôn ủng hộ các chương trình mới của Việt News USA, và đặc biệt là chương trình Niềm tin Tin lành, phát hình vào mỗi thứ bảy hàng tuần trong khung giờ quen thuộc là 7 giờ PM giờ Arizona. Thưa quý vị, bốn chủ đề của Giáng sinh là hy vọng, yêu thương, vui mừng và bình an, tượng trưng trong bốn cây nến của mùa vọng. Hôm nay chúng ta nói đến ngọn nến thứ tư, ngọn nến bình an. Trước khi Giáng sinh, Chúa Giêsu được gọi là Chúa bình an hay là Vương tử hòa bình. Trong đêm Giáng sinh đầu tiên, thiên thần đã hát: Vinh danh Thiên Chúa trên cao, hòa bình dưới đất, ơn ban cho người. Bình an hay hòa bình là điều con người cần hơn cả để sống. Bình an, nói đến bình an trong tâm hồn. Bình an trong tâm hồn sẽ giúp chúng ta đối diện với mọi hoàn cảnh trên đời để mà vui sống. Nhưng làm thế nào để có bình an trong tâm hồn? Chúng ta không thể tự tạo bình an trong tâm hồn bằng cố gắng riêng của mình, nhưng cần có một sức mạnh từ trời. Tôi nói sức mạnh từ trời vì nguyên nhân của những bất an trong tâm hồn là vì chúng ta không có mối tương giao tốt đẹp với Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng chúng ta. Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta, và giữa chúng ta với Ngài phải có mối tương giao tốt đẹp, hài hòa, thì chúng ta mới có bình an. Thánh Augustine sau bao nhiêu năm sống với bất an trong tâm hồn, ông đã tìm đến với Chúa để tìm được bình an trong tâm hồn. Và ông đã cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho chính Chúa, cho nên linh hồn của chúng con sẽ không bao giờ được an nghỉ cho đến khi chúng con an nghỉ nơi Chúa. Linh hồn của chúng con sẽ không bao giờ được an nghỉ cho đến khi chúng con an nghỉ nơi Chúa. Thật đúng như vậy, vì Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta, cho nên chúng ta chỉ có thể an nghỉ nơi Ngài mà thôi. Không an nghỉ nơi Chúa thì tâm hồn chúng ta sẽ không bao giờ được an nghỉ. Nguyên nhân chính khiến cho giữa Chúa với con người có một khoảng cách, đó là tội lỗi. Tội lỗi là bất cứ điều gì bất khiết ngăn chặn mối giao hòa giữa chúng ta với Thiên Chúa. Thật ra,
chính thái độ coi nhẹ Thiên Chúa, không công nhận thẩm quyền của Thiên Chúa trong đời sống đã đẩy chúng ta xa Thiên Chúa, khiến cho tâm hồn bất an. Kinh Thánh dạy, những người ác chẳng bao giờ được bình an. Người ác không nhất thiết là người làm điều gian ác, nhưng bất cứ người nào không làm theo lời dạy của Thiên Chúa, không đi theo đường lối của Ngài, sống bên ngoài sự dẫn dắt của Chúa, không nhất thiết làm điều gian ác mới là tội, nhưng sống không đúng với mục đích của Thiên Chúa, đó cũng là tội. Vì vậy, để có bình an trong tâm hồn, trước hết chúng ta cần có bình an với Thiên Chúa, nghĩa là giữa Chúa với chúng ta phải có một mối tương quan tốt đẹp. Và Chúa Giê-xu đã giáng sinh để tạo mối tương quan tốt đẹp đó. Kinh Thánh dạy, Chúa là sự bình an của chúng ta. Chúa Giê-xu là sự bình an của chúng ta, nghĩa là Chúa Giê-xu đã bắt nhịp cầu ngăn cách giữa Thiên Chúa với con người vì tội lỗi. Tội lỗi phải có án phạt, và Chúa Giê-xu đã giáng sinh nhận chịu án phạt đó thay cho chúng ta. Kinh Thánh dạy, Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và sai con Ngài làm tế lễ chuộc tội chúng ta. Chúa Giê-xu được gọi là tế lễ chuộc tội, nghĩa là Chúa Giê-xu hy sinh mạng sống của Ngài trên thập tự giá để chuộc tội cho chúng ta. Chúa chết thay cho chúng ta, Chúa nhận chịu án phạt mà lẽ ra chúng ta phải chịu. Đó là chiếc cầu bình an mà Thiên Chúa đã thiết lập, bình an giữa Đức Chúa Trời và con người. Chiếc cầu bình an đã thiết lập, nhưng con người phải bước đi trên chiếc cầu đó thì mới kinh nghiệm được bình an. Chúng ta bước đi trên chiếc cầu bình an bằng đức tin của chúng ta, nghĩa là chúng ta công nhận rằng Chúa Giê-xu đã giáng sinh hơn 2.000 năm trước để chịu chết chuộc tội cho chính mình. Chúng ta công nhận cái chết của Chúa là cho chúng ta, vì chúng ta. Chúng ta bày tỏ đức tin đó bằng một lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, con tạ ơn Chúa đã giáng sinh để cứu con. Con tin Chúa đã chịu chết thay cho con. Xin tha tội cho con và nhận con làm con của Chúa. Chỉ cần một lời cầu nguyện ngắn như vậy, Chúa sẽ nghe lời cầu nguyện của chúng ta và nhận chúng ta làm con của Ngài. Nếu quý vị chưa bao giờ cầu nguyện như vậy, xin hãy cầu nguyện như vậy hôm nay để kinh nghiệm sự bình an trong tâm hồn mà Thiên Chúa hứa ban cho những ai tin nhận Ngài. Một khi đã có bình an trong tâm hồn, chúng ta có thể sống bình an, hài hòa với người chung quanh. Mối tương giao giữa chúng ta với người chung quanh sẽ trở nên tốt đẹp. Điều này bắt đầu từ trong gia đình, lan đến cộng đồng, xã hội, và rồi cả thế giới sẽ có thể sống trong bình an. Có một bài hát Giáng sinh mà tôi rất thích. Bài hát đó có lời như thế này. Cầu sao cho có bình an trên trần gian này, và xin bình an đó bắt đầu từ chính tôi. Vâng, bình an sẽ không có được nếu bình an đó không bắt đầu từ mỗi chúng ta. Bình an với Đức Chúa Trời, bình an với bản thân và bình an với mọi người. Chúa Giê-xu giáng sinh là để con người có bình an, nhưng chúng ta phải tiếp nhận bình an đó vào lòng với đức tin nơi Chúa Giê-xu, đấng được gọi là Chúa bình an. Cầu sao cho có bình an trên trần gian này, và xin bình an đó bắt đầu từ chính tôi. Bạn muốn làm chủ một nhà hàng Việt Nam? Hãy đến với tiệm phở vùng Moon Valley, North Phoenix. Tiệm mới, cách sang, equipment đầy đủ, sân đầu phật kinh rộng rãi. Địa chỉ: Thunderbird Phở, 13236 North 7 Street, Unit 1, Phoenix, Arizona 85022. Anh chị em có nhu cầu mua tiệm xin liên hệ: Will 602 600 8474,
602-600-8474. Vui lòng để lại tin nhắn nếu không nghe máy. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình Niềm tin tin lành ngày hôm nay. Chương trình Niềm tin tin lành sẽ tiếp tục mỗi thứ Bảy hàng tuần trong cùng giờ quen thuộc là 7 giờ PM giờ Arizona. Còn bây giờ, Trọng Phúc xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Chúc quý vị có một ngày thật là vui bên gia đình và người thân. Và đừng quên bấm nút like, nút chuông để luôn theo dõi các chương trình cũng như chia sẻ video đến cho mọi người. Chân thành cảm ơn. May God bless you. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Niềm tin tin lành hôm nay. Nếu có thắc mắc và muốn tìm hiểu thêm, quý khán giả có thể liên lạc đến với các hội thánh tin lành gần nơi quý vị cư ngụ. Hội thánh tin lành Phoenix 3444 North 19 Avenue, Phoenix, Arizona 85015. Hội thánh tin lành Phúc Âm 2967 East Silo Drive, Gilbert, Arizona 85296. Hội thánh tin lành Baptist Phoenix 5314 North 22 Avenue, Phoenix, Arizona 85015. Hội thánh tin lành Baptist Hiệp Nhất 4143 North 43 Avenue, Phoenix, Arizona 85031. Hội thánh tin lành Phục Hưng 1565 East Warner Road, Tempe, Arizona 85284. Hội thánh tin lành Greenfield 301 North Hartford Street, Chandler, Arizona 85214. Hội thánh tin lành Baptist Vườn Nho 10250 North 59 Avenue, Glendale, Arizona 85302. Hội thánh tin lành Baptist Avondale 2119 North Prescott Loop, Phoenix, Arizona 85037.